Anh muốn vô bi. Gì ghê vậy? Hello anh em nha, thì hôm nay anh em cho mình xin 30 giây để mình quảng cáo lại cái sản phẩm mà bên mình và giá cả cho anh em luôn nha. Thì nay là tháng 7 anh em biết rồi, thường thường do người Việt Nam mình là kiên kỵ tháng 4 với tháng 7 anh em, thì là buôn bán sẽ không được và Sài Gòn nay vào mùa mưa nữa. Nên là mình tính á, là mình nhập hàng mới về. Nhưng hôm nay có một cái tin sốc là xưởng nó hỗ trợ giá cho mình vào cái tháng 7, nó bớt cho mình 50k. Cái ví này bình thường mình bán 200 cành đó, thì bây giờ mình bán còn 150 cành nha anh em. Đó, thì anh em xem hàng này, thấy không? Đẹp. Hàng của bên mình thì hàng chất lượng rồi nha. Đó, cam kết là chuẩn da bò 100%. Bây giờ mình bật lửa nha, mình hơi cho anh em xem. Đó, anh em thấy chưa? Nó không có một cái vết gì luôn. Đó, đẳng cấp cho anh em nè. Nè. Đó, thấy chưa? Rất pro. Nè, nó không có bị một cái gọi một cái vấn đề gì luôn. Đó, anh em thấy chưa? Đẳng cấp không? Đó, ví nè. Đó, hàng như thế này. Đó, quá pro. Đó, thì anh em còn chờ gì nữa? Anh em hãy kết bạn Zalo với mình là 0368 442 911 để mình tư vấn ví cho anh em nha. Ok, chỉ có 150k thôi. Ok, anh em nhanh tay hốt nha, chỉ có tháng 7 mà thôi. Ok. Hello, chào tất cả mọi người nha. Chào mừng mọi người đã đến với channel của mình. Mình là Hoàng Nhóm Official. Thì hôm nay mình có cái ý tưởng như thế này mọi người. Mình biết chỗ của Thi rồi, thì mọi người nói là mình quay với Thi nhiều vào. Mọi người thích mình quay với Thi hả? Thì ok, mình cũng chịu khó, mình nài nỉ, mình mặc dày xíu. Thì mình vừa suy nghĩ được một ý tưởng rất là hay. Thì mọi người cùng đón xem và đánh giá xem thử là hay hơn nha. Đó, nói chung là bà Thi là hồi giờ đầu óc của bà là đen tối rồi, thì anh em khỏi phải bàn. Đó, thì bây giờ là mời anh em vào clip nha. Ok, mình nhớ là mua ví ủng hộ mình nha. Có 150k thôi nha. Ok, rất rẻ. Ok anh em, thì bây giờ mình đi tới ngay chỗ nhà của Thi ở rồi. Bây giờ mình chờ Thi ra nha mọi người nha. Ok. Hello. Hello. Phải không? Rồi nói chung là gửi địa chỉ một phát là biết cái chỗ lên liền. Thì cái chuyện này gọi đó. Gấp. Từ đây gọi chứ làm gì né vậy? Từ đây. Vẫn làm đi che cái gì đó. Xàm nhiều quá. Đây là ngã xe kìa. Đấy là bây giờ giờ nè, thì nói chung cũng không có lý do gì mà phải đi mò lên tới đây, mà mò lên tới đây là biết rồi. Đó, hồi nãy cũng có nói gọi điện hỏi là ok rồi. Nói chung là bây giờ cái này anh cũng ngại, nhưng mà anh nói thiệt á. Chuyện gì? Cái này kiểu anh muốn mượn em ít tiền. Mượn 7 triệu. Chi vậy má? Đây nó nhỏ rồi, nó còn camera nghe được luôn, nó thu nó đây. Đừng có đủ yêu người em. Ừ. Bây giờ anh muốn mượn em 7 triệu. Mượn 7 triệu làm cái gì? Cái chuyện này riêng hơi riêng tư xíu, nhưng mà vẫn muốn mượn tiền. Nhưng mà chuyện gì? Nhưng mà nói ra thì... Thôi. Sao thôi? Tự nhiên lâu rồi không gặp, gặp lại cái mượn tiền. Nghe nó ấy quá. Thì bây giờ gặp không, lâu nay không gặp, thì giờ gặp thì đúng cái thời điểm nó kẹt thì mượn. Ủa, có được không? Nhưng mà em phải biết được là anh mượn với mục đích gì. Em muốn biết là thông tin anh nói giỡn hay là nói thiệt. Ừ, tức là hay là anh kiếm cớ để gặp em. Em rạch đến ghê. Nghĩ sao kêu kiếm cớ gặp em trời. Tự nhiên đây làm cái gì? Nói chung hôm nay anh thì gọi là kêu bình thường bạn bè. Sao vô nhà đi? Không, không vô nhà đâu. Vô nhà là cái gì? Đứng này xíu thôi. Mượn tiền mà vô nhà, bây giờ chuyển khoản đi, mượn 7 triệu, cho mượn 7 triệu đi. Nhưng mà mượn với lý do gì?
có mục đích chính đáng thì cái chuyện riêng tư nói chung là giúp ích cho bản thân của anh. Lấy tiền hàng mà hả? Lấy tiền hàng mà. Không, hàng có bán được đâu mà lấy. Hay trả tiền nhà gì? Hay trả tiền nhà không? Tiền nhà thì có 4,5 triệu 5 triệu à, không xi nhê. Hay là mượn tiền của em để dẫn mấy con nhỏ, con ghẹ của anh đi ăn uống, đi chơi. Mấy con ghẹ đó thì anh cũng tiền đi ăn đi uống thì có, chứ không tiền chuyện này phải nhờ em. À, dù gì thì em cũng gắn bó với nó rồi. Cái gì vậy quá. dù gì thì em cũng gắn bó với nó. Nói chung là bây giờ vô vấn đề chính này, cho mượn tiền không? 7 triệu. Sẽ cho nhưng mà phải nói lý do. Nói chung là cũng anh cũng muốn phục vụ vào cái chuyện mà em cũng đã từng gắn bó với nó rồi. Chuyện gì em từng gắn bó? Chuyện gì? Của mình quá. Vậy bây giờ anh muốn kiểu hồi giờ thì nguyên rin quá không thích, giờ thích kiểu táo bạo hơn xíu. Cái gì vậy anh? Anh giỡn hả? Giỡn gì? Anh đang giỡn với em đúng không? Đang giỡn, anh làm gì anh có giỡn với em? Chưa nắng nha, 12 giờ trưa ai đi giỡn mà. Chứ kìa em ra tiện hỏi chuyện nguyên rin là chuyện gì? Thì bây giờ là anh muốn mượn em 7 triệu thì cứ cho mượn 7 triệu đi. Anh phải nói lý do chứ, tự nhiên cuối tháng trả cho chứ này. Anh phải nói lý do anh thôi. Em cho anh mượn mà không biết lý do người ta kêu. Nói ra là mất công, nói ra là mất công em ghiền nữa sao? Tự nhiên em ghiền. Thì biết. Nhưng mà cái gì em ghiền ta? Thế là... Ủa nhưng mà cho anh mượn liên quan đến anh. Nhưng mà sao em ghiền? Em đâu có liên quan gì đâu em ghiền. Thì nó cũng sung sướng hơn. Hoặc là em tức á, tức nhiều khi em tức. Cơ bản là bây giờ là anh muốn thì cứ cho mượn đi, cứ mượn tiền mà cứ hỏi gì ta. Chuyện riêng tư đã muốn kể rồi. Nhưng mà chuyện gì em muốn biết. Bây giờ biết là phải kiểu bình thường okay, chưa? Biết không em? Ok. Rồi bây giờ nói nè, dù gì thì cũng ấy, cũng nói rõ cho biết luôn. Anh muốn vô bi. Gì ghê vậy? Gì ghê vậy? Mẹ cười gì vậy? Cái chuyện bình thường vậy không cười? Không cho đâu. Không cho. Ghê quá hả? Cái chuyện đó là bình thường, không có gì mà má này dâm quá à. Đi nghe bớt đi. Nghĩ sao mà vô bi. Sao đâu? Đi à, mà anh vô bi phục vụ trai, trong khi đó em phân chia tay rồi. Ngu em mới cho anh mượn tiền vô bi á. Con nào anh thích vậy được không? Anh nghe người ta nói vậy bình mà. Thường là một viên thì nó ấy. Anh tính là hai viên không? Ghé quá à. Nó mới uyển chuyển được. Nè à, em cũng còn nó mới tờ cái gọi là anh sức mạnh đồ rồi mới là tăng đôi được. Kéo hả? Gì ghê. Em nghĩ đến nó thôi mà em nỡ khó ấy là mừng ơi mày nói ra rồi. Đâu mà đi. Mày nói ra rồi kêu cho mừng hơn không đâu. Từ để em hết cái cười để em mới buồn cười luôn á. Buồn cười gì? Nghĩ sao vậy? Chứ sao hồi quen em anh không vô đi. Hồi đấy thì nó còn thích chơi rin, giờ thích không thích chơi rin nữa. Giờ quen con nào rồi, mày quen con nào rồi? Quen con nào thì kệ. Quen con nào thì mới chê này kia, sao mà vô bi đúng không? Không ai chê đó, không ai chê đó, tự mình. Không ai chê. Thì không ai chê đó. Ai dám chê trời. Có xài là ngon lắm rồi chứ chê. Nhưng mà kiểu đàn ông mình suy nghĩ đúng không? Kiểu anh là con trai mà anh phải biết suy nghĩ chứ. Kiểu cảm thấy nó không mượt, nó không này kia thì mình phải mượt. Để cho mượn đi. Nghĩ sao mà đi mượn tiền người yêu cũ vô bi cho người yêu mới chơi. Không có chơi bời vậy đó, có chơi thì anh chơi chứ. Sao quá không? Anh sao quá. Sao người anh nó ấy vậy? Được cho mượn không? Thì nói là bây giờ anh đi vô tới hạn anh làm luôn. Anh đi vô tới hạn anh vô bi luôn. Ê nhưng mà anh gắn hai bi nó ở chỗ nào vậy? Hả? Ý là gắn ở đầu hay ở cuối? Ở đầu chứ. Gắn mày gắn ở đầu vậy? Ai gắn cuối vậy? Gắn đầu.
Nếu như mà đầu chưa được thì anh vô tiếp cuối. Tự nhiên anh tiếc gì á? Tiếc gì? Tiếc gì? Thôi giờ mới cho mượn bạc chiều đi. Không, ngu. Ừ, vừa nói xong bây giờ kêu không ngu. Tự nhiên em cho mượn con khác nó sướng phải em sướng đâu. Con này trả sướng. Mà tự nhiên ở đâu anh có suy nghĩ sau này có vậy? Sau này có dịp thì anh cũng cái gì rồi mày trong chuyện hoàng này nói ra rồi. Nhưng mà từ đâu anh có suy nghĩ đó? Từ những lúc mà kiểu cảm mình cảm thấy không sướng rồi mình là mình muốn nó sướng rồi mình đẩy đấy. Không ngờ gì, không ngờ thời gian này thay đổi quá nha. Em đi thay đổi, em thay đổi vậy. Tự nhiên vô rồi vô bi, sao ngày trước không vô bi đi? Ngày trước thích đà rinh. Tự nhiên giờ xa nhau khoảng thời gian cái đại học đâu có tính ai vô bi này kia. Nói nhà vô đau lắm á. Đau cũng nó được. Nó đập xong mà nhét vô á. Rạch gì? Nó rạch cái đó ra nhét vô. Không biết, hồi giờ cũng không biết. Trời. Hồi giờ tự mở ra luôn chứ. Không, rạch xíu thôi, nhưng mà anh vô bi. Nhưng mà sao em biết? Nhưng mà anh vô bi vuông hay bi tròn? Có bi vuông bi tròn chắc chắn là tròn rồi. Tròn hả? Sao không vuông? Vuông nó dài hơn. Vuông cái gì? Vuông nó dài hơn. Dài hơn à? Đồ ghê rành vậy. Nói chung là cũng không biết nữa, em lên hãng chắc tư vấn. Nghe mấy anh chơi với mấy anh nó nói rồi mà cũng tập tò hư hỏng cái gì. Thì đem vô hãng nó tư vấn vuông hay tròn cũng biết chứ hồi giờ anh đã biết gì đâu. Mày quá không? Nhưng mà cho mượn không? Không. Rồi. Mượn vô vì chính đáng, tự nhiên vô bi thì chính đáng sao? Tự nhiên kêu được phục vụ cho em. Vì vậy em ở đâu mà phục vụ? Ở đâu mà còn à? Thôi, cho ừ, muốn vậy nha. Tưởng cho chuyện gì? Cái chuyện đó cũng được vậy. Mà bây giờ giờ gì bi kim cương hay gì mà giao vô 7 triệu vậy? Giá đâu có lắc 7 đầu. Triệu là rẻ đó. Vô kiểu gì vậy? À. Đừng như nó vô full nha má. Hai bi lớn, chấm chấm bi nhỏ xung quanh nha. Cái đó không biết, đem nó hãng nó tư vấn thì mới được. Thôi, không. Cho mượn đi. Không cho mượn. Còn mình cho mò lên tới đây rồi không. Tưởng chuyện gì á. Chứ chuyện vô bi chuyện quan trọng chứ cái gì mà. Nhưng mà bây giờ này nó sao rồi mà vô. Thì thằng em dạo này nó đi hơi lật cọc xíu. Nhưng mà có người yêu chưa? Cái gì? Có người yêu mới chưa? Người yêu mới vậy? Ý là có người mới thì mới vô chứ. Vô chi không để vậy nó ấy lắm, nó phí. Mới lắm. Người cũ gì đấy. Nhưng mà để vậy người nào cũng vô xong rồi để vậy nó phí lắm. Phí không phí cũng sao đâu, quan trọng gì. Không phí mình anh sai là ok rồi. Mà vô nó đau lắm á nha. Kệ, thích sai mình vậy. Đau đau gì anh có vô đâu anh biết. Ê nhanh mưa tới nữa kìa, trời nắng tới trời mưa kêu ra đây. Mình có em không chọn đâu. Thôi. Để gọi điện về nói mẹ xe hư rồi chuyển tiền vô cho vô bi coi. Mượn tiền kêu khó khăn, mượn tiền xe nó rớt bi rồi. Mượn tiền vô bi rồi cho xe trước rồi đi, nó khỏi lắc qua lắc lại. Không cho, để kêu về mượn mẹ rồi không được. Là anh vô bi cái xe hả? Chứ vô bi chiếc xe này chứ vô bi gì. Hồi xưa mới mua thì còn chờ em đi thì sướng, giờ hư mà sửa chứ. Chứ nãy giờ nói vậy, kêu vô hãng cho người ta vô bi tư vấn rồi còn nghe à. Gì trời. Em tưởng, em nói nhỏ nghe nè. Gì? Nó nhỏ. Em tưởng anh vô bi con ấy, con kia. Ê, bài nha, thiệt á. Anh không ngờ em vậy luôn á, giờ anh mới giật mình, nãy giờ anh mới hiểu á. Hay gì nãy giờ em hỏi anh mấy cái chuyện gì. Ờ, anh có người yêu mới chưa? Ai biết mà. Sao nó rõ đi, em tưởng anh mình đi biến thái đấy mất nữa. Vô bi. Anh kêu thằng em. Chứ thằng này thằng gì? Người ta gọi là vợ. Hoặc là vợ hoặc là tình yêu, anh gọi là thằng em. Thằng em của anh nó bị bể hai bi trước thì anh vô bi trước. Vô 20 bi. Em tưởng anh nói vô 20 bi rồi. Nhiều cái đầu của anh đó. Ủa, bà nội đi. Nghĩ sao không được. Thôi nhìn đi, quê quá nè. Đi quê. Thế nào nói rõ đi. Quê gì? Lâu ngày gặp lại, không gặp lại, đầu óc nó như xưa luôn á.
ghê thiệt. Anh là cái người mà nói chuyện không bao giờ rõ ràng hết. Anh nói là đưa vô hãng rồi. Chứ sao anh không điện là Thi ơi cho anh mượn 7 triệu anh sửa xe, anh vô bi mấy cái xe này thì nói vậy được rồi. Tự anh kêu vô bi thằng em thì hồi giờ kêu thằng em thì cứ kêu thằng em, ai biết tưởng thằng đó. Tưởng thằng nào, em hay tưởng tượng, em người đơn giản thôi. Anh gài em đúng không? Anh gài gì em? Anh còn nói đi chứ, sướng gì nữa, em nghĩ đâu có đi xe đâu. Ủa thì đi xe thì sướng còn gì nữa. Ủa đi xe máy không sướng hả? Đi tay ga không sướng hả? Mệt chứ. Bây giờ là không to đúng không? Không to rồi thôi. Đi về. Ờ đi về. Cho hello mọi người thì Thi cũng mình lên mượn tiền đi rửa xe. Trời ơi. Ăn chơi với nhau. Trời ăn ơi, chơi với nhau kêu giúp nhau đi lên, mình cũng giúp anh em kêu quảng cáo tới khi mình mượn tiền đi sửa cái xe không mà anh cho. Hay ghê luôn á. Hay gì? Trời ơi, nãy giờ quay. Quay nè, anh nói về cắt mấy cái đoạn. Cắt cái gì cắt? Đi. Đi quay hành trình mượn tiền Thi chứ còn gì nữa. Hành trình mượn tiền Thi nhưng mà cắt mấy cái đoạn em. Cắt cái đoạn gì? Đoạn gì? Cái đoạn em ấy đi. Mấy cái đoạn em nói anh không hiểu thì đâu. Đừng nhá. Người ta biết được người ta nói gì đó. Hồi nãy giờ gần 40-50 người. Ngàn người. Anh mà em mới sống cái gì nhỏ xíu vậy? Cái gì nhỏ xíu họ là gì? Máy quay nhỏ xíu đi dễ đặt. Hello mọi người, thì nãy giờ mình thật sự thất vọng về Thi khi mà mình nhờ mình quảng cáo cái gì đó, mình còn quảng cáo nhưng mà khi mình mượn tiền để mình đi xe mình bị hư anh em bể đi trước á, thì mình nhờ Thi cho mượn tiền để đi vô hãng thay 2 viên bi. Nói gì đâu á, phải đâu, thiệt quá buồn luôn. Nhẹ anh, em mới quay lại đừng có làm gì, mọi người hiểu lầm em á. Mọi người hiểu lầm gì đâu mà hiểu lầm, đúng không? Mình khá là thất vọng thôi. Ý là em clip tới đây kết thúc nha mọi người nha. Nói chung là Thi sống dở lắm rồi thôi. Bye bye tất cả mọi người, hẹn gặp mọi người phía không. Thôi bye bye tất cả mọi người nha. Không. Đi về đó.